Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt thương vụ bán 60 trực thăng CS-47F Chinook và các trang thiết bị liên quan trị giá 8,5 tỷ đô la Mỹ cho Đức. Thương vụ đề xuất sẽ giúp Đức cải thiện khả năng vận tải hàng siêu trọng. Đức dự định sử dụng khả năng này để củng cố phòng thủ, răn đe các nguy cơ bên ngoài. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA thuộc Lầu Năm Góc cho biết ngày 11 tháng 5. DSCA ra thông báo sau khi thương vụ được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua. Thương vụ trị giá 8,5 tỷ đô la Mỹ, gồm 60 trực thăng CS-47F Chinook và các trang thiết bị liên quan như phụ tùng, hệ thống cảnh báo tên lửa, thiết bị phát đáp, hệ thống định hướng và một gói sửa đổi, hỗ trợ kỹ thuật. Thương vụ sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh NATO có vai trò quan trọng trong ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu, DSCA cho biết thêm. DSCA cần cung cấp thông tin cụ thể thương vụ cho Quốc hội để được ký duyệt. Chinook là trực thăng vận tải hạng nặng chủ lực của quân đội Mỹ, thường được dùng để vận chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự. Đây cũng là trực thăng được sử dụng để sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Sudan hồi tháng 4. Đức năm ngoái thông báo muốn mua 60 trực thăng Chinook từ tập đoàn Boeing của Mỹ nhằm thay thế phi đội CS-53 đã cũ. Theo Boeing, thương vụ này sẽ cần khoảng 3 năm để thực hiện. Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thay đổi chính sách quốc phòng hồi tháng 2 năm 2022, sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Chính phủ Đức đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và cam kết tài trợ 100 tỷ đô la Mỹ cho các lực lượng vũ trang nước này.